Dạ, đất 927 xin kính chào tất cả cô chú anh chị ạ. Hôm nay đất 927 có nhận vị trí đất cho thuê ha, khoảng 20 công cô chú anh chị. Đây, nguyên cái vị trí đất này nằm ngay đây, hiện tại đang trồng mít cây trái nha. Cái này là mình xã Đông Phước A hả chị? Dạ. Cái này là Hục ở xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Dạ. Bề ngang này là miếng này lớn không chị? Lớn. Đi bờ về đi thẳng lên chỉ lại là đi đoạn nào cũng được. Bờ này đi. Quay cái khúc thôi. Dạ dạ đúng rồi, quay khúc à. Quay khúc đi đoạn này cũng được, quay khúc giữa bờ cũng được. Dạ. Dạ. Một. Dạ. Bờ thì hiện tại là bờ sẵn, một bờ thì có bờ 5m, bờ 6m, có bờ 4m. Thì theo diện tích thì thuộc xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Hiện tại trên đất thì đang trồng mít nè. Nó đang thu hoạch luôn. Trồng mít vừa đang được thu hoạch, đang thu hoạch nha. Cho thuê đất của chú anh chị. Thấy bờ thì có 4m, 5m thì có mương hết, hiện tại tưới bằng máy nha. Trên đây thì chúng ta đi xe tới đất được luôn. Nó vận chuyển trái cây ăn trái thì có thể làm đi bằng xe ba bánh được. Đất này rất là tốt luôn, cào gáo nè. Về chúng ta cải tạo lại vườn lại, cũng như là phá trồng lại các cây ăn trái khác, như trồng lại sầu riêng hoặc là trồng lại cái loại cây ăn trái khác cũng được nha. Nhãn này kia đó, chị có nhu cầu trồng loại cây gì đó thì mình cứ lên bầu và trồng cái đó ha. Sầu riêng này chị xuống nhiều không chị? Sầu riêng này chị xuống nhiều không? Trời, chị trồng có 4 cây thì ăn quá mà lớn rồi hả? Dạ. Nè, trồng có rễ thân cái bụng vậy đâu mà tốt chứ sợ. Dạ. Dạ. Được rồi chị. Đó đi. Dạ. Rộng xa lắm. Kiếm đi. Dạ dạ dạ. Cái này là nãy mà chị nói với em là cho thuê là một công là 4 triệu rưỡi một công phải không chị? Ừ, cho trên năm phải không? Ừ, một công 4 triệu rưỡi là rồi, rồi mới cần vô đo nhiêu thì cho nên tính nhiều ha. Ừ, đo nhiêu tính nhiều. Dạ. Thì cô chú anh chị cũng nghe nãy chủ vườn nó cũng nói đó. Thì đo ra nhiêu thì tính bao nhiêu? Cho thuê tối dài hạn. Nói ra khoảng luôn đi, khoảng 20 công đi. Dạ. Thì tầm khoảng 20 công đó thì cho thuê khoảng cho thuê 15 năm đó cô chú anh chị. Cây trái anh chị cũng coi đó, đất rất là tốt ha. Cây trái cây thì xanh tốt đẹp, đất thì đẹp. Thông thoáng. Thì mình xin nhắc lại cái vị trí đất này với giá hiện tại của miếng đất cho thuê ha. Hiện tại vị trí này thuộc Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đó. Thì khoảng diện tích miếng này là khoảng 20 công, cho thuê là 15 năm, với giá thuê là một công là 4 triệu rưỡi, đo ra nhiêu tính bao nhiêu? Khoảng 20 công luôn. Dạ. Mà có hơn cũng không chừng, ít hơn tí cũng không chừng. Dạ. Chồng không có làm nhảy gì trên cái rải phân mít, cái rải nó nắm nó đâu biết đâu. Dạ. Không biết phân thuốc gì hết. Rồi vô chưa? Được rồi.
Còn anh chị nào đang có nhu cầu mà kiếm đất thuê thì xem kỹ vị trí đất này ha, hoặc liên hệ em đi xem vị trí đất này. Đấy, giá cũng rất là mềm luôn cô chú anh chị. Rồi, kênh Nhật 97, cảm ơn cô chú anh chị xem hết video ha. Cô chú anh chị nào đang có nhu cầu thuê miếng này thì liên hệ trực tiếp em qua số điện thoại là 0849 979 368 cô chú anh chị. Rồi, em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ạ.